Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Kensu Crypto nhé, kênh kiếm coin và thức quyền trên điện thoại. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái kèo Aerob của một cái sàn mới nhé. Sàn mới của chúng ta có tên là Jaga Finance và họ đang có chương trình tặng cho chúng ta một người tham gia vào cái Aerob này của họ là 75 Jaga token nha các bạn. Và cái số lượng người tham gia có hạn. Họ thì trao thưởng cho khoảng 900.000 cái token này thôi. Trước đây thì một ngày thì họ đã bán cái pre-sale cái token này. Và họ bán khoảng 9 triệu cái token này. Và hiện tại thì đã có 8 triệu 9 token này được bán và 829.000 token này đã được claim. Do đó còn một lượng ít token thì các bạn nhanh tay để claim cho mình nhé. Mình xin nhắc lại đây là một cái token của sàn nhé, Jaga Finance. Và họ sẽ cho chúng ta bắt đầu farm cũng như stack khoảng 20 ngày nữa nhé. Để bắt đầu cái dự án này thì các bạn copy cái link này đó cho mình nhé. Cái link này đó thì mình để dưới phần mô tả của video này, phần comment của video. Ngoài ra các bạn có thể lấy cái phần link Aerob này ở trên cái trang Facebook cá nhân của mình, trang Zalo cá nhân cũng như các group Zalo và group Telegram của mình nhé. Bước đầu tiên thì các bạn copy lại cái link Aerob này nhé. Sau đó các bạn vào lại ví trust cho mình. Đối với các bạn xài iPhone thì các bạn sẽ sử dụng cái ví SafePal nhé. Ở ví trust thì các bạn tìm đến cái mục dApp cho mình ha. Sau khi tìm được một phần dApp này thì các bạn dán cái link Aerob vào cái mục tìm kiếm của nó nhé. Sau đó các bạn ấn Enter cho mình. Các bạn kết nối ví nha. Sau khi vào được cái giao diện của Aerob thì các bạn bước đầu tiên các bạn sẽ chọn mạng Smart Chain cho mình ha. Mặc định tất cả mọi dự án khi các bạn vào đều là mạng ETH nhé. Và có biểu tượng ETH ở phía góc phải màn hình ha. Các bạn tích vào nó. Sau đó các bạn chọn Smart Chain. Bước thứ hai thì các bạn có thể tham khảo thêm cái thông tin của dự án này bằng cách là các bạn copy cái link này, các bạn dán ở bên Telegram để các bạn dịch sang nếu các bạn không có thạo tiếng Anh nhé. Các bạn kéo xuống bên dưới và có mục claim đây. Ở đây thì các bạn sẽ mất một ít phí và các bạn sẽ claim và nhận 75 cái token Jaga này ha. Và một tài khoản ví thì các bạn chỉ được claim đúng một lần thôi nhé. Rồi. Các bạn tích vào mục claim ha. Và cái phí claim này nó sẽ thay đổi theo thời gian nhé. Các bạn claim sau này nó còn mắc hơn. Các bạn claim lúc đầu thì nó rẻ nhé. Đó, nó phụ thuộc vào cả cái giá của cái token này nữa ha. Bây giờ giá token đã tăng cao rồi và các bạn claim sẽ mất rất là nhiều tiền phí nhé. Mình nhớ lúc đầu mình claim thì chỉ có mất khoảng 0, mấy đô thôi ha. Bây giờ nó lên tới 1,39 rồi nhé. Đấy. Các bạn claim xong các bạn xác nhận giao dịch là nó token sẽ về ví nhé. Ngoài claim ra thì các bạn còn một cách để các bạn là nhận được thêm cái token này. Đó là các bạn lấy link của các bạn nhé. Các bạn kéo xuống bên dưới và ở mục phía dưới có phần Get Zero Link. Các bạn kích vào đó ha. Và mỗi bạn sẽ có một cái link riêng nhé. Các bạn sẽ copy cái link này để mời người mới tham gia vào Aerob nha. Đây là thao tác lấy link. Còn tiếp theo, thao tác tiếp theo là các bạn sẽ add cái contract của cái token này vào trong ví nhé. Để các bạn cho hiển thị cái token Jaga Finance này nhé. Thì các bạn lưu ý cho mình là contract cũng như là cái tên, ký hiệu và số token của nó ha. Trước khi add thì các bạn sẽ copy contract cho mình nhé. Các bạn copy contract, các bạn ghi nhớ tên, ký hiệu cũng như số token nhé. Sau đó các bạn vào WeTrust. Ở WeTrust thì các bạn lưu ý cho mình ở phần góc phải có cái mục tìm kiếm token mới ở đây nhé.
có phải hai chấm đây ha, các bạn tích vào đây. À, các bạn gõ cho mình ABC để nhanh đến với phần thêm tiền mã hóa tùy chỉnh nhé. Sau đó các bạn tích vào đây. Ở cái mục tự thêm các đồng tiền mã hóa thì các bạn chọn cho mình theo cái hướng dẫn của mình nhé. Đầu tiên là mạng lưới. Các bạn thường hay add sai cái đồ điểm này nhé. Mạng lưới các bạn tích vào chữ Ethereum này. À, sau đó các bạn chọn Smart Chain cho mình ha. Đấy, nó hiện lên cái chữ Smart Chain này này. Tiếp đến là địa chỉ hợp đồng, các bạn dán cái contract mình vừa copy ha. Tên của nó là Zyga Finance ha. Rồi, ký hiệu là JF. Và số phân là 18 nhá. À, sau đó các bạn tích vào cái mục làm xong này. À, sau khi add xong thì các bạn sẽ thấy được cái địa chỉ của cái token này ở trên Vitrut nhé. Có hai cái địa chỉ các bạn cần lưu ý, đó là địa chỉ gửi và địa chỉ nhận nhé. Khi mà các bạn muốn người khác gửi cái token này về ví cho các bạn thể sử dụng cái địa chỉ nhận này nhé. Hoặc khi các bạn muốn gửi token đi thì các bạn tích vào mục gửi nhé. Đó là hai cái mục mà các bạn cần lưu ý ha. Thì tiếp theo để check cái tính thanh khoản của cái token này ở trên sàn thì các bạn vào mục DApp cho mình ha. Các bạn gõ PooCoin cho mình ha. Mình thường check ở trên PooCoin đầu tiên. Tại vì đa số các token sẽ thanh khoản ở trên PooCoin là một cái sàn trao đổi. Rồi, các bạn có thể dán contract vào đây để nó hiện lên cái token ha, hoặc các bạn điền tên. Và tốt nhất là các bạn điền contract nó sẽ chính xác hơn. À, đối với những cái token mà nó trùng tên ha. Rồi. Đấy, mình chỉ có claim mất khoảng 0, mấy đô và mình đã có 1,95 đô giá trị theo cái lượng token mà mình đang có nhá. Thì hiện tại giá của token này đang là thấp 0,007 ha. Chúng ta sẽ chờ cái giá token này lên cao chúng ta sẽ bán nhá. Đấy, hiện tại có rất là nhiều người đầu tư vào dự án này nhé. Các bạn có thể kiểm tra thêm cái số lượng người tham gia thông qua cái trang BSC Scan nhé. Có liên kết lại với lại cái trang Vucoin.app nhé. Đây khoảng các bạn. Tổng cung và số lượng holder ha. Cũng như số lượng transfer nhé. Cũng tương đối lớn và có khả năng list sàn nhé các bạn. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể check được cái thời gian dự án ra ha. Các bạn tích vào mục last cho mình. Last. Vâng, dự án mới ra khoảng tầm hơn một ngày nhé. Chưa bước tới ngày thứ hai ha. Đây là tổng cung lúc đầu của dự án và một số bạn mua rất là nhiều ha. Một số bạn mua tới tận 420 token ha. Đấy, nhiều bạn mua tới hàng ngàn token luôn ha. Họ sử dụng rất là nhiều BNB để mua để đầu tư nhé. Và cái dự án này là tụi mình đánh giá là tương đối tiềm năng vì trong 2 ngày thì số lượng holder rất là nhiều rồi nhá. Đấy, do đó các bạn nhanh tay thực hiện cho mình để kiếm được những thật nhiều token nhá.